Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến tiếp tục với bài học tiếp theo. Và chủ đề của bài học này chính là cái cách lựa chọn thị trường ngách trong ngành thời trang. Tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh chị một số những cái hướng đi cơ bản để giúp cho anh chị định được thị trường ngách cho riêng mình. Thì đầu tiên chúng ta cần định nghĩa thị trường ngách là gì và cái cách chúng ta làm thị trường ngách là như thế nào. Thế thì thị trường ngách ở đây được hiểu là mình đi vào ngõ ngách, không phải là cái mặt phố chính. Mặt phố chính rõ ràng là đông đúc người qua lại, tấp nập con cá mập. Thế nhưng mà thị trường chính là một thị trường mà có nhiều người mua nhưng cũng có rất nhiều người bán. Và các người bán đều là những người mà có thể nói là các nhà bán lẻ có sức mạnh, có sức cạnh tranh rất lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, đúng không? Có thương hiệu. Vì vậy chúng ta không thể đấu trực diện được, thì chúng ta phải đi vòng, chúng ta phải đi thị trường ngách. Khái niệm ngách ở đây là theo cái ngõ ngách, đúng không? Niche trong tiếng Anh ấy. Vâng. Thế thì thị trường ngách là một cái thị trường mà mình hướng tới một tập khách hàng hoặc một nhóm khách hàng cụ thể, và thông thường thì sẽ đáp ứng một cái nhu cầu, một cái yêu cầu nào đó cụ thể của khách hàng. Tất nhiên ở đây là trong ngành thời trang, đúng không? Thế thì đây là một số cái gợi ý cơ bản này. Thứ nhất là chúng ta có thể chiến lược đi tỉnh. Chúng ta né thành phố ra thì chúng ta đi tỉnh. Bây giờ các cái thời trang công sở nam, công sở nữ, thời trang nam, thời trang nữ, đúng không? Thời trang teen đi tỉnh bây giờ lại ăn. Đấy, chứ còn ngồi ở Hà Nội chiến đấu với các thương hiệu lớn giờ lại không ăn, được chưa? Thì cái hướng thứ nhất là tôi muốn nói là cái chiến lược đi tỉnh, bán buôn bán lẻ đều ok, được chưa? Cái chiến lược thứ hai đấy là chúng ta sẽ bán trực tuyến, nhưng mà chỉ bán trực tuyến và tại thị trường nội địa thôi. Bán trực tuyến nội địa là như nào? Tức là mình không có cửa hàng, không có cửa hiệu, không có shop gì cả. Mình cứ ngồi mình đẩy quảng cáo Facebook, đẩy quảng cáo Zalo, đẩy quảng cáo Google AdWords, đẩy YouTube, đúng không? Làm SEO web thế này, traffic truy cập nó cứ về, nó đơn, ngày 10 đơn, 20 đơn, 30 đơn, ok, giao hàng, ship. Thì đấy gọi là chiến lược bán hàng trực tuyến, hoặc là bán qua rất nhiều các đơn vị khác. Thì trong cái series video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị rất nhiều các kênh bán hàng trực tuyến tốt nhất tại thị trường Việt Nam năm 2017 này và tiếp tục cho đến năm sau nữa. Và cái chiến lược thị trường ngách tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là bán quần áo, và thí dụ như là bán áo dài Việt Nam này, áo thun này, váy này, thời trang thiết kế này, thời trang Việt Nam xuất khẩu này, phụ kiện thời trang này, loại handmade, homemade này, đồng hồ nước hoa hoặc là các loại tinh dầu thơm này. Đấy thì tất nhiên nó hơi xa xa một chút so với ngành thời trang, nhưng mà hoàn toàn có thể nói. Bởi vì các bạn biết rồi, thời trang nó không bao gồm là chỉ là quần áo, giày dép, đúng không? Nó còn có phụ kiện, các loại này, nhẫn, nhiếc, dây, vòng, lắc, hoa tai, rồi thì đồng hồ, nước hoa. Đấy, mỹ phẩm cũng hơi gần với cái mảng thời trang một chút. Thì các bạn hoàn toàn có thể đi theo cái hướng là mỹ phẩm đi vào đây cũng được. Các bạn có thể đánh ra thị trường thế giới, thị trường khu vực Đông Nam Á, thị trường châu Âu, thị trường Mỹ, thị trường các nước phát triển. Đấy, thị trường Trung Quốc, các bạn ngồi Việt Nam, các bạn global bằng cách là dùng quảng cáo ra thị trường nước ngoài. Thí dụ như là Facebook, như Google, như YouTube, như Bing, gọi như là Amazon, như eBay, đấy. Rồi thì Taobao, Alibaba, vân vân, rất nhiều những cái website lớn. Mình muốn đánh vào thị trường nào mình sẽ quan tâm đến thị trường đó, được chưa? Thế thì một cái chiến lược nhỏ nữa của các bạn là thiết kế thời trang thường hay làm, đấy là chúng ta sẽ làm hàng thiết kế nhưng mà sẽ hướng tới một cái nhóm khách hàng cụ thể, chẳng hạn như là thời trang công sở nữ, nhưng mà hướng tới cái nhóm khách hàng là các cái khách hàng nữ tuổi khoảng 35 trở ra, ăn mặc cầu kỳ, không muốn đụng hàng, muốn là hàng thừa, hàng riêng, mặc là phải chất, phải đẹp, sexy một chút, kiểu như thế. Thì cái nhóm khách hàng này thì nó nhỏ nhưng mà nó vẫn duy trì một cái lượng đơn hàng cho các bạn nhiều một chút và đủ sống được. Cái quy mô các bạn có thể có 2-3 cửa hàng được. Hôm qua tôi vừa có tư vấn cho một cái chị làm thiết kế, thì chị cũng nói là chị làm thiết kế cũng mười mấy năm rồi, bây giờ cũng ra cái dòng thời trang công sở nữ và thiết kế riêng, không đánh vào những cái dòng, tránh xa những cái dòng phổ thông trên thị trường trong nước và quốc tế, tránh xa ra, đi vào những cái thiết kế nó riêng biệt, nó có những cái riêng của mình về chất liệu, về kiểu dáng và sự cầu kỳ,
và đặc biệt là toàn làm handmade hết, không làm công nghiệp. Đấy, thì như vậy vẫn có thể sống được, nhưng mà có lẽ là theo cái cách là đủ ăn đủ tiêu, giàu có một chút thôi, chứ cũng khó trở nên giàu theo cách là của Zara hay là làm công nghiệp những cái hãng thời trang lớn ở Việt Nam, đúng không? Ok, chúng ta đi thị trường ngách mà. Đấy, tiếp tục, đấy là chúng ta cũng sẽ làm thời trang may sẵn hoặc là thời trang thiết kế cho một cái nhóm khách hàng hẹp. Ví dụ như là giày dép dành cho người bị tiểu đường hay người có vấn đề về xương khớp hay vận động. Các bạn chưa bao giờ nghĩ ra thị trường này đâu nhá, có nhá. Rồi thì thời trang dành cho người già. Đấy, rồi thì tôi chạy quảng cáo cho khách tôi cũng biết có cả thời trang dành cho người đi chùa. Đấy, rồi thì áo dài dành cho trẻ em, áo dài dành cho Tây, đúng không? Đấy, các bạn có thể bán ra thị trường nước ngoài, bán ra thị trường nước ngoài, thị trường quốc tế đấy, thông qua những cái trang Alibaba, trang Amazon, trang eBay, trang mạng xã hội, đúng không? Các cái trang của nước ngoài chúng ta làm được, tôi vừa nói có thể order buôn, order lẻ, nhập từ nước ngoài về bán ở Việt Nam, cầm từ Việt Nam bán ở nước ngoài, hoặc lấy của nước ngoài bán cho nước ngoài, vô vàn những cách, người ta gọi là dropshipping đấy. Đấy, Tây Ta, Nga, Pháp, Mỹ, Nhật đủ hết, được chưa? Thì đấy là một số cái mà tôi gợi ý cho các bạn. Thế thì nếu mà các bạn đi vào một cái thị trường ngách hơn một chút thì đây là một cái ví dụ. Ví dụ như chúng tôi làm thời trang trẻ em cũng rất là lâu rồi, thì chúng tôi nhận thấy rằng là ví dụ như là hàng thời trang trẻ em Việt Nam xuất khẩu mà hàng đẹp bây giờ rất là dễ bán, mà cái lượng mua một order thường rất là nhiều. Hôm trước thì tôi có mua cho một anh bạn ở Mỹ về, mua làm quà, mua một lúc khoảng 20 sản phẩm, hết có mấy triệu, thì nó khoảng 2-300 ngàn một món thôi, nó cũng rất là rẻ. Thì khoảng 5 triệu là mua được một cái quần, một cái áo, cái áo thun, cái áo dài tay, áo khoác, áo sơ mi, kiểu như thế. Thì tôi thấy là nếu mà các bạn có cái nguồn hàng tốt về dòng này rất là ok. Hoặc là cá nhân tôi thấy thì là tôi rất là thích cái thị trường đồ lót trẻ em có thương hiệu và có chất lượng. Đấy, như tôi đã giới thiệu thì tôi làm thời trang từ năm 2007 và chính thức tôi làm hơn 7 năm. Bây giờ là 10 năm rồi nhưng tôi nghỉ hơn 3 năm rồi. Tôi mở công ty riêng và làm tư vấn và làm triển khai marketing cho rất là nhiều các doanh nghiệp và cá nhân đấy. Thế thì tôi thấy là cái thị trường đồ lót, nhất là đối với các bé trai bé gái, là bây giờ nó không có một cái sản phẩm rất đầu thị trường, những cái sản phẩm chất lượng, ví dụ như là hàng cốt tông đẹp giống như của người lớn ấy. Nó giống như là Victoria's Secret dành cho người lớn ấy. Thì bây giờ mình có thể có vui vui Victoria's Secret dành cho trẻ em. Và quan tâm đến cái chất lượng cốt tông, nó phải là an toàn, nó phải là thấm hút mồ hôi, sạch sẽ, đúng không ạ? Và thiết kế đẹp cho các con. Bây giờ là trên thị trường hiện nay là các phụ huynh gần như là toàn dùng hàng tàu, hàng Việt Nam kém chất lượng, hàng trôi nổi, hàng không có thương hiệu rất là nhiều. Cái đấy tôi thấy khá là lo ngại. Nếu mà bạn nào mà làm thời trang mà xem được video này của tôi thì tôi nghĩ bạn cũng có thể cân nhắc về cái đó. Tất nhiên là cái quy mô thị trường của nó cũng rất là lớn, bởi vì là mỗi năm là có hơn 1 triệu trẻ em ra đời và khách hàng luôn luôn renew, luôn luôn mới, thì chúng ta cũng có thể đi vào cái thị trường ngách như vậy. Ok, thì tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn một số những cái gợi ý, những kỹ thuật cơ bản để xác định cái thị trường ngách cho ngành thời trang của chúng ta. Chúng ta cũng có thể đi vào phụ kiện, túi tắm, đồ dùng tất tùng, đồ lót, đồ tập thể thao, vân vân, rất nhiều những cái thị trường mà chúng ta có thể hướng tới, đi từng cái nhu cầu, từng cái mục đích của khách hàng. Vâng, rất vui được chia sẻ những kiến thức cơ bản mỹ đỏ của tôi dành cho các anh chị. Nếu các anh chị có cái phản hồi nào góp cho bài học được tốt hơn thì cứ vui lòng cho tôi biết. Tên tôi là Phan Anh và các bạn có thể tìm tôi trên mạng rất là dễ. Và nếu như mà các anh chị có câu hỏi thì xin vui lòng liên hệ để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.